Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng. Và như anh em biết thì hiện tại chúng ta đang có một cái sự hỗn loạn về giá. Nó không phải như ngày trước khi mà giá card màn hình cao siêu khủng khiếp, kiểu bị quá đà so với cả mức lúc đầu của nó ấy. Thì bây giờ nó khác một tẹo, đó chính là mức giá của mọi thứ đều tăng lên khá là nhiều. CPU tăng giá này, card màn hình tăng giá này, main tăng giá này, nguồn tăng giá này, tản nhiệt tăng giá này. Một chiếc tản nó sẽ tê tận 8 triệu, 9 triệu thì đúng là khá cao đúng không? Điều đó thì đã khiến cho rất nhiều anh em, một là ngại mua máy tính hơn, hai là anh em lựa chọn mua nhưng mà sai cách, dẫn tới bộ máy của mình không đồng đều. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một video mang tính khuyên ngăn, mang tính đưa ra một cái lời đó để gọi là ngăn anh em, khuyên bảo anh em để anh có thể tiêu tiền mua đồ cho mình một cách hợp lý hơn, chuẩn chỉnh hơn và giúp đó có thể tiết kiệm hơn hay là khiến cho bộ máy của mình đồng đều hơn. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với những ý kiến đầu tiên đi. Mình cảm thấy rằng là hiện tại trong máy tính chúng ta có những thành phần bị tiêu quá nhiều tiền, còn có những thành phần thì thường là không được quan tâm lắm. Ví dụ chẳng như là vỏ cây thì mọi người hay là những thứ quyết định cuối cùng, thế nên là họ sẽ không tiêu quá nhiều tiền vào đó. Nhưng mà chẳng như là RAM này, hay là fan này, hay là nguồn này, vân 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 vân. Thế nên là đây là những cái ý kiến của mình nhá. Còn các bạn cảm thấy thế nào thì các bạn có thể để ở dưới comment. Đầu tiên, cái thứ mà mình cảm thấy rất nhiều người chi tiền và sẽ có rất nhiều người chi tiền đó chính là Gen 5. Gen 5 là gì? Mình không nói chỉ là DDR5 nhá, mình còn đang nói là PCIe Gen 5 sắp tới đây nữa. DDR5 hiện tại vẫn đang có một mức giá khá là cao so với cả, tức là ghi trên tiền ấy. DDR4 giảm rất nhiều rồi, khiến cho mức giá của DDR5 cao hơn so với cả DDR4. Đặc biệt, tất nhiên là mình biết rằng là một kit, ví dụ nhà đây, một kit 32GB của chúng mình đây, 5600 đây, là bây giờ Hacom bán có 4 triệu hơn một tí thôi. Nhưng một kit 32GB của DDR4 thì các bạn có thể mua ở mức giá chỉ còn tầm 3 triệu hoặc 3 triệu hơn một tí. Nếu mà các bạn đi kiếm deal thì có 2 triệu 4, 2 triệu 8 thôi. Một mức giá rất là rẻ cho 32GB. Mình biết rằng là cái mức tiền, tức là cái sự khác biệt về tiền của DDR4 và DDR5 đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Nhưng cái sự khác biệt về hiệu năng giữa DDR4 và DDR5 thì còn nhỏ hơn nữa, khiến cho DDR5 là một thứ không phải là gọi là anh em đầu tư ở không. Tức là nếu mà anh em còn dùng được DDR4 thì anh em mới mua DDR4, còn anh em nào bắt buộc phải DDR5 thì mới mua DDR5 mà thôi. Đấy, ví dụ như là anh em mua AMD chẳng hạn, nền tảng ARM5 mới thì bắt buộc phải mua DDR5. Điều đó thì khá là buồn. Hoặc là kể cả bây giờ anh em mua main cho RAM DDR5 cũng đắt hơn một chút, 200-300 gì đấy. Tại sao phải, đúng không? Trong khi cái sự chênh lệch hiệu năng chỉ có tầm 1%, 2%, 3%, nhiều lắm là 5% thôi. Mà 5% thì anh em không thể nào nhận thấy đâu. Thứ hai trong mục 1 này nữa, đó chính là Gen 5. Gen 5 là như sao? Ví dụ như ngày trước anh em khi chúng ta đổi từ PCIe Gen 4 sang Gen 3, từ Gen 3 sang Gen 4 ấy, thì cái thứ hấp dẫn nhất đó chính là tốc độ của ổ cứng. Thay vì là 3GB trên dây thì bây giờ sẽ là 7GB trên dây. Rất là chất lượng đúng không? Và với Gen 5 thì sẽ còn là 12GB trên dây nữa, 14GB trên dây nữa. Đấy là về tốc độ lý thuyết. Thì nhưng bây giờ anh em hỏi một câu là liệu rằng chừng nào là đủ nhanh với anh em. Mình cảm thấy rằng mình dùng SSD SATA vẫn nhanh như bình thường, tốc độ chuyển file chuyển phủng thì không nói làm gì, nhưng tốc độ load Windows vẫn ok, bật game vẫn rất là nhẹ nhàng. Và cái sự chênh lệch giữa một chiếc SSD SATA với một chiếc SSD Gen 3, PCIe Gen 3 là nhỏ, sang Gen 4 nhỏ hơn nữa, và mình chắc chắn rằng sang Gen 5 còn bé hơn rất nhiều. Mà đặc biệt nhá, cái thứ mà đa số anh em dùng ấy, đó chính là cạc màn hình. Mà cạc màn hình thì cắm, ví dụ như chúng mình cắm từ Gen 3 sang Gen 4, cái sự chênh lệch hiệu năng cũng không hề nhiều, chỉ khoảng tầm 2% thôi hoặc 1% thôi, tùy vào chiếc cạc. Đấy, như hồi trước chúng mình có một cái video là 3090 thì phải, cắm Gen 4 với Gen 3 thì chênh lệch 1%, tức là không đáng đâu. Mình đảm bảo rằng sang Gen 5 cũng tương tự như thế, anh em cắm cạc Gen 4 với cả Gen 5 vào cùng một khe thì mình nói thật là sẽ không cảm thấy cái sự chênh lệch hiệu năng, đặc biệt khi mà anh em chơi game một cách thực tế đâu. Chỉ có các nhà bán hàng, chỉ có các những nhà sản xuất, họ đang cố gắng lùa chúng ta để mua những đồ mới, đó chính là tạo ra những chiếc cạc, ví dụ như là PCIe Gen 4 X8 hay PCIe Gen 4 X4. Đó, đấy là cái chiêu trò của họ. Nhưng mà nếu mà anh em nào vẫn dùng được Gen 3 hay là vẫn dùng được Gen 4 thì đừng cần phải suy nghĩ tới việc nâng cấp, bởi vì bây giờ muốn dùng Gen 5 đúng không, công nghệ mới nhất đúng không, là lại phải mua CPU mới, main mới, cạc mới, ổ cứng mới thì mới tận dụng được cái tốc độ của PCIe Gen 5 đó. Rồi,
ý lớn thứ hai đó chính là fan. Fan thì mình cảm thấy rằng là một thứ rất là nhiều người, kiểu rất là đa dạng nhá. Có những người người ta không thèm chi tiền vào fan, hoặc là chi tiền rất ít, cái nhu cầu duy nhất của họ là sáng sủa. Và có những người thì chiêu rất nhiều tiền vào fan, chi những chiếc fan kiểu liên li Unifan này, 456 kit này, hay là mua những chiếc cạc Nocturne mỗi quạt 1 triệu này, rất là nhiều đúng không? Mình nghĩ rằng chỉ cần vừa đủ mà thôi. Tức là nhiều khi không phải là lỗi của fan, mà nhiều khi đơn giản là bởi vì cái vỏ cây của anh em nó không đủ to, nó không đủ rộng và nó không đủ thoáng khí để luồng khí có phải vào. Nhiều khi anh em mua cả 4-5 chiếc quạt Nocturne nhưng mà kính, một vỏ cây thì đầy kính che hết thì làm sao mà hút được gió, đúng không? Thế nên là hãy cân đối cho mình về cái lượng fan, đồng thời về chất lượng fan và số tiền bạn tiêu cho fan. Nếu mà bạn muốn chi cho một cái kit fan cơ bản đơn giản tạm thời thì mình nghĩ rằng trước ví dụ như là Arctic P12 là cũng là khá là ok, với mức giá khoảng tầm 100-200 mấy một cái quạt ấy, thì mình cũng nghĩ là cũng ổn. Còn nếu không thì anh em hãy đầu tư cho mình nâng cấp cái cây lên một chút, cho một cái cây to một tẹo, rồi nâng cấp khoảng tầm 2-3 cái quạt, hay nhiều khi chỉ cần giữ nguyên cái quạt được tặng kèm cây cũng là tương đối ổn rồi. Đó, và tất nhiên rồi, phải tối ưu xem là luồng gió, luồng dục như nào thì nó mới hợp lý, đúng không? Chứ không phải là cứ đút quạt vào xong rồi để vào đúng một góc là được đâu nhá. Đấy, nhiều người bị chi nhiều tiền fan quá, thế nên là mình nghĩ rằng cũng nên tém tém nó lại để tiêu tiền cho thứ khác. Rồi, đấy là hai thứ mà mình cảm thấy rằng có nhiều người tiêu quá nhiều tiền hoặc là tiêu quá ít tiền. Nhưng những thứ tiếp theo đây mà mình nói tới sẽ là những thứ tùy thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu của anh em, nhưng mình nghĩ rằng chỉ cần vừa đủ thôi là ok rồi. Điều đầu tiên nằm trong list tùy thuộc của anh em ấy, đó chính là tản. Tại sao lại là tản? Mình đã làm một cái video rồi, đó chính là chiếc CPU i3 của chúng ta không cần tản rời, không cần phải mua tản mới. Chiếc i5 không cần phải mua tản khí siêu khổng lồ. Chiếc i5K chưa nhất thiết đã phải dùng tản AO 360. Và chỉ khi nào lên i7, i9 mới cần những chiếc tản nhiệt khủng bố như thế thôi. Mình cảm thấy rằng là rất nhiều người, ví dụ như một chiếc CPU có 2,5 triệu, xong bây giờ lại chi thêm 500.000 tiền tản nữa thì quá là điên cuồng. Chứ chưa nói gì những anh em chi tận 1,5 triệu cho một chiếc CPU giá rẻ như thế. Thà thì anh em nâng cấp lên một chiếc CPU cao cấp hơn đi, rồi mua một chiếc tản thấp hơn một tẹo là đã quá đủ. Cái chính ý, tại sao mình lại không khuyên anh em nên mua tản quá xịn? Tản quá xịn nó sẽ không giúp gì nhiều cho cái CPU anh em cả, nếu mà anh em CPU anh em đang không thermal throttling. Thermal throttling là cái định nghĩa chung chung của cả thế hệ, của tất cả các công nghệ rồi. Tức là đến một cái mức nhiệt độ ở đó thì chiếc CPU chúng ta sẽ tự động làm yếu xuống và sẽ giảm hiệu năng. Nhưng nếu mà CPU của anh em không bao giờ thermal throttling thì việc gì phải lo lắng tới việc nâng tản, đúng không? Thế nên là hãy mua một chiếc tản cơ bản cho mình thôi. i3 có thể dùng tản stock. Chiếc i5 nếu mà không mở khóa PL1, PL2 thì có thể sử dụng những chiếc tản một tháp, đơn tháp. Mở khóa thì có thể nâng lên hai tháp. i5 dòng cao thế. Khi nào lên i7, i9 thì mới bắt đầu cần phải tìm tới, đó chính là mua tản xịn hơn, lắp quạt to hơn, hay là giải pháp tản nhiệt custom như của chúng mình cũng sắp bán. Đó. Còn một thứ nữa đó chính là tản của cạc nữa. Mình không hiểu sao có những anh em dùng những chiếc như là 3060 hay là 3060Ti mua phiên bản Strix có mức giá ngang bằng với cả 3070 hoặc 3070Ti. Mình không hiểu sao ấy, bởi vì những chiếc cạc đấy sử dụng rất ít điện, chỉ khoảng tầm 160, 180, 200W thôi. Và khi mà anh em chơi full load thì chỉ khoảng tầm rơi khoảng tầm 70 độ, 80 độ mà thôi. Việc mà mua một chiếc tản Strix nó rất là thừa, mà anh em chỉ được một cái đúng một thứ thôi, đó là cái mã. Và nhiều khi còn bị lòi ra thêm một cái đầu 8 pin nữa, khiến cho mình luôn phải cắm thêm một cái gọi là nâng cấp PSU lên để cắm vào đấy. Rất là thừa đúng không? Thế nên là anh em chỉ cần mua những cái phiên bản với những chiếc cạc thấp cấp ấy, những chiếc cạc tầm trung ấy, chỉ cần mua những kiểu như là Tuf này, Ventus này, Gaming X này, hay là mấy cái kiểu của Gearbox ấy. Đấy, chỉ cần cơ bản thôi, đừng phải chi quá nhiều vào tản, kể cả cho CPU và GPU nữa. Một yếu tố thứ hai mà nhiều anh em chi rất nhiều tiền đó chính là cái mainboard. Tại sao mainboard lại là cái thứ đấy? Đây, ví dụ như anh em chạy i3 thì đừng dùng main Z, mình khuyên đấy. Các bạn thử nghĩ đi, bao giờ thì anh em sẽ nâng cấp chiếc i3 của bạn lên i9? Bao giờ thì các bạn sẽ nâng cấp chiếc i5 của mình lên i9? Chắc là rất là lâu đúng không? Chắc là rất là khó đâu. Và nhiều khi đến lúc mà các bạn có thể nâng cấp được lên chiếc i9 đấy thì nó ra cái đời main Z của đời nào rồi. Nó nâng lên 3-4 đời rồi, khiến cho chiếc main của anh em thành lỗi thời và không đáng để mua để nâng cấp chiếc CPU lên nữa. Thế nên là hãy mua một chiếc mainboard vừa đủ vừa phải thôi. Mua một chiếc main, mình đã chứng minh rồi rằng là một chiếc, nhiều khi nhá, chiếc i9 và 3500K có thể sử dụng với cả một chiếc main B cao cấp khoảng tầm 4 triệu, chứ chưa nhất thiết phải lên một chiếc main Z 6-7 triệu làm gì cả. Chỉ cần như thế thôi anh em ạ, không cần phải chi quá nhiều tiền. Và đặc biệt nhá, rất nhiều anh em nghĩ rằng mua một cái main có là Power Stage 90M, Doctor Mode, xong rồi 14 phây cộng 1 cộng 1, hay là 20 phây cộng 1 cộng 1, Apex, xong rồi Crosshair các kiểu.
Nhưng mà có bao giờ ép xuống không? Không đúng không? Những người nào như kiểu là Debauer, những người nào kiểu gọi là Gamer Nexus, họ chuyên về ép xung, họ chuyên về gọi là tìm những cái giới hạn, những chân trời mới của CPU, họ mới cần những chiếc main xịn như vậy. Còn nếu mà bạn là một người dùng cơ bản thì đừng chi có nhiều tiền. Còn nếu bạn thừa tiền thì mình không nói làm gì cả. Nhưng mà nếu mà anh em nhá đang build cân đối nhá thì đừng bao giờ chi quá nhiều tiền vào main, chỉ cần vừa đủ thôi. Chẳng hạn như chiếc i5 này, i5 13600K này, mình nghĩ rằng chỉ cần một chiếc main B, khoảng tầm main B660F hay B760F, hay nhiều khi là chỉ cần một chiếc TUF thôi cũng đã là đủ để chơi em này, chơi game em này với mức xung max boost là bao nhiêu đây, là 4 chấm mấy, 5 chấm mấy, 5.1 thì phải, mình nhớ là thế. Đấy, chỉ cần main như thế thôi, không cần chi có nhiều tiền đâu các bạn nhá. Và một điều nữa đó chính là nguồn. Dạo gần đây thì cũng có khá là nhiều những thứ liên quan tới nguồn, tức là nhiều các bạn bảo là ôi 3060 dùng nguồn 550 thì có mà đủ. Mình thấy là hơi buồn cười. Bây giờ nhá, bây giờ này, có hai trường phái để mua nguồn. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái công thức của mình một chút, bởi vì sau khi mình suy xét lại thì mình nhận thấy rằng công thức mới này của mình sẽ đúng hơn. Nếu mà bạn muốn dùng một cách nguồn một cách thoải mái thì hãy mua cho mình. Đầu tiên này, bạn hãy lựa chọn thành phần bạn ưu tiên. Ví dụ như bạn chơi game nhiều thì bạn ưu tiên card, còn nếu bạn làm việc nhiều thì bạn ưu tiên CPU, thì hãy sử dụng, tức là lấy 100% TDP của thành phần anh em ưu tiên. Ví dụ như là 100% TDP của chiếc card là 250W chẳng hạn, cộng thêm với 80% TDP của chiếc CPU là khoảng, ví dụ như là 200 thì còn là 160 chẳng hạn, kiểu như thế, thì cộng vào với nhau rồi x2 lên là bạn sẽ ra được một cục nguồn. Khi mà bạn dùng max load cho cái công việc của bạn ấy thì sẽ dùng khoảng tầm từ 50% cộng trừ 10. Đấy là một mức nguồn cực kỳ là chuẩn luôn, giúp tiết kiệm điện là một. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái nguồn mà tuổi thọ lâu dài hơn là hai. Còn với những em nào chơi dạng liều thì hãy làm như này cho mình, là lấy 100% TDP của CPU cộng 100% TDP của card màn hình, rồi cộng thêm khoảng tầm 20% tới 25% mức điện tổng đấy sẽ thành cái nguồn của bạn. Ví dụ như chẳng hạn như là bạn đang mua một con card 4070 là 200W cộng thêm một chiếc i5 này 165 thì phải, mình nhớ là như thế, thì cộng vào là 365 đúng không? Rồi cộng thêm khoảng tầm 20 tới 25% nữa, tức là một chiếc nguồn 500W gold là đã đủ so với cả combo này khi bạn chơi game rồi. Quá là hợp lý đúng không? Không cần phải chi quá nhiều tiền, không cần phải nguồn 1000W. Rồi để mà chọn lựa nguồn tốt nhá thì mình khuyên các bạn nên lên một cái trang, đó chính là Hacom. Chúng mình không nhớ là có cái ATX chưa. Nếu mà có ATX rồi thì trang của chúng mình cực kỳ hợp lý luôn. Còn nếu mà các bạn mình chưa có ấy, thì các bạn nên lên là PC Part Picker. Bạn lên đấy rồi bạn chọn lựa những cái mình cần, ví dụ như là bao nhiêu cổng 2, bao nhiêu cổng 8 pin này, bao nhiêu cổng cái VGA này, bao nhiêu cổng cho gọi là ổ HDD SSD các kiểu rời này, rồi sau đấy thì nào thì ATX 3.0 hay 2.0 này, có RGB hay không này, rồi lựa chọn cái mức watt. Sau đấy thì bạn tìm xem một con với mức giá tiền hợp, rồi search con đấy ở trên Google, rồi vào cái đó chính là PSU tier list để xem nó thuộc hạng C, hạng B, hạng A gì đấy, thì bạn hãy lựa chọn cái nguồn đấy nhá. Một số cái loại nguồn mà mình cảm thấy khá là ok để tư vấn đó chính là chiếc, ví dụ như là chiếc TUF 750 phiên bản Gold, con đấy rất là ngon. Còn nếu mà anh em muốn mua một chiếc nguồn chuẩn ấy thì anh em nên mua con này, ví dụ là Hydro G750 này, em này thì chơi được các cấu hình luôn, kể cả anh em chơi 4080 vẫn chơi được với cả chiếc nguồn này nhá, thoải mái. Tất nhiên là nó hơi tiếc một chút là nó không có 3.0, hy vọng là FFP ra phiên bản đấy. Và cuối cùng là CPU. Tại sao lại mình lại bảo CPU? CPU thì có cái vấn đề gì? Đó chính là rất nhiều anh em bị tiêu nhiều tiền vào CPU quá. Anh em mua 3060, đừng mua i9, đừng mua i7. Mua 3060 chỉ cần một chiếc i3 hoặc i5 12400 hay 12300 là đã quá đủ rồi. Chỉ cần nhiều khi anh em mua 4090, chỉ cần một chiếc 13600K như này này, 13600K như này cũng là thoải mái để có thể chơi tất cả các tựa game bây giờ ở mức sử dụng khoảng tầm 90 tới 99% chiếc GPU của anh em. Việc mua nâng cấp cao CPU làm gì nếu anh em không có nhu cầu. Mua một chiếc CPU cao cấp, ví dụ như i7, i9 lại bắt buộc phải nâng main này, nâng tản này, nâng nguồn này, vân vân và vân vân, và rất là đau đầu và tiêu rất nhiều tiền, kéo của tiền rất nhiều thứ lên và khiến cho chúng ta bị chi quá nhiều tiền vào những cái thành phần này mà không có tiền để chi cho, ví dụ như là chuột xịn hơn, màn xịn hơn hay bàn phím xịn hơn. Và đặc biệt nữa nhá, i9 nhiều khi các bạn còn đã bị thermaling dẫn tới mức hiệu năng còn không bằng em này khi mà anh em chơi game đấy. Mà kể cả khi mà tung quẩy ra thì hiệu năng chưa được bao nhiêu, 3% à, 5% à, chả nhiều, đặc biệt với cái mức tiền chênh lệch giữa i5 và i9 đấy. Nói chung là ấy, các bạn chỉ cần mua một chiếc CPU vừa đủ thôi. Nếu mà các bạn nghĩ rằng là nhưng mà mình làm việc mà mình có không chỉ chơi game đâu, mình làm việc mà, thì các bạn thử nghĩ xem ngày hôm qua các bạn chơi sử dụng máy tính của bạn bao nhiêu phút để làm việc, trong tuần vừa rồi bạn đã dùng bao nhiêu tiếng để làm việc. Nếu mà con số dưới 30%
thì hãy lựa chọn một chiếc CPU cơ bản này thôi. Đừng mua i7 hay i9 làm gì cả nha. Đó, và đó là những lời khuyên của mình. Anh em có những lời khuyên nào khác dành cho những bạn đang chi quá nhiều tiền, hay có những trường hợp nào mà bạn bè của các bạn đang mua những con máy, tức là kiểu nó bị lênh chênh lệch quá, ví dụ như là i3 Min Z hay là i3 dùng tải nhiệt 360, thì hãy để dưới comment nhé. Mình là Hoàng và rất cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng gặp lại anh em tại video sau.